sáng 20 tháng 6 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre tổ chức họp báo thông tin về tổ chức chuỗi hoạt động kỷ niệm 200 năm ngày sinh danh nhân Nguyễn Đình Chiểu, 1 tháng 7 năm 1822, 1 tháng 7 năm 2022 với hình thức trực tiếp tại tỉnh và kết hợp trực tuyến ở điểm cầu Hà Nội. Chủ trì có trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy Cao Giang Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Bé Mười, Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Chí Bền, nguyên viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam. Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Bàn, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Trịnh Minh Châu. Tham dự có đại diện các cơ quan báo chí trung ương và địa phương tại điểm cầu Hà Nội, có Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Lan Quanh, Phó viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam và các phóng viên báo chí, tạp chí tại Hà Nội. Đại diện ban tổ chức thông tin các hoạt động kỷ niệm 200 năm ngày sinh doanh nhân Nguyễn Đình Chiểu và 30 năm ngày hội truyền thống văn hóa tỉnh. Các phóng viên báo chí cho rằng Ban tổ chức đã thông tin khá đầy đủ các nội dung liên quan, hoạt động kỷ niệm 200 năm ngày sinh doanh nhân Nguyễn Đình Chiểu, đồng thời nêu một số vấn đề như thông tin thêm về giải Bến Tre Marathon 2022, tuyến đường, sự hỗ trợ của ban tổ chức với lực lượng báo chí tác nghiệp. Đại diện ban tổ chức đã giải đáp các vấn đề báo chí đặt ra, trong đó nhấn mạnh tầm quan trọng của Hội thảo khoa học quốc tế doanh nhân Nguyễn Đình Chiểu. Hội thảo nhận được sự quan tâm rất nhiều từ các nhà nghiên cứu khoa học, trong đó số tác giả người Bến Tre rất đông ban tổ chức sẽ hỗ trợ báo chí hết mình trong khả năng của tỉnh. Trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy Cao Giang Dũng chốt lại một số nội dung chính để các cơ quan truyền thông bám sát tuyên truyền, trọng tâm là các hoạt động kỷ niệm 200 năm ngày sinh danh nhân Nguyễn Đình Chiểu, đặc biệt là ba sự kiện chính cam kết với UNESCO tôn vinh thân thế cuộc đời và sự nghiệp của cụ Nguyễn Đình Chiểu ở ba lĩnh vực: nhà thơ, nhà giáo, thầy thuốc mẫu mực, hết lòng vì dân, tôn vinh các giá trị văn hóa của cụ để lại trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy kỳ vọng báo chí sẽ cùng với tỉnh ban tổ chức góp sức tuyên truyền lan tỏa những giá trị tốt đẹp của doanh nhân nguyễn đình chiểu và tổ chức thành công các hoạt động kỷ niệm 200 năm ngày sinh cụ đồ chiểu